Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học toán của thầy. Hôm nay thầy hướng dẫn các bạn học sinh đã học chương trình toán lớp 11 về vấn đề giới hạn dãy số. Thì cái vấn đề giới hạn dãy số thì trên kênh của thầy đang có một số bài giảng nâng cao về giới hạn dãy số rồi. Hôm nay thầy xét một số bài toán ở mức độ cơ bản và có nâng cấp tư duy một chút. Bây giờ chúng ta xét các cái giảng sau. Giảng 1 là tìm giới hạn. Tìm giới hạn dãy số. Khi cái dãy số này cho bởi công thức tổng quát. Đấy. Ví dụ các em tìm các giới hạn sau. Tìm giới hạn a nhỏ lim của 2n cộng 1 trên n bình phương cộng n cộng 3 b nhỏ lim của căn của 4n bình phương cộng n trừ đi 2n trên n cộng 3. Thì đối với những cái giới hạn này thì các bạn chú ý là ta sẽ chia cả từ cái mẫu cho bậc cao nhất. Đấy. Thì ở đây ta chia cả từ cái mẫu cho n bình. Thì đây sẽ bằng lim của cái giới hạn này sẽ bằng lý sẽ cái này chính là lim của gì? Chia n bình phương thì đây là 2 trên n này cộng với 1 trên n bình phương chia cho 1 n chia n là n. N chia n bình phương là 1 trên n đấy cộng với 3 trên n bình phương này. Thì giới hạn này bằng 0, giới hạn bằng 0, do đó kết quả này bằng 0 trên 1 bằng 0. Đấy. Rất đơn giản. Giới hạn này cũng vậy, ta chia cả từ gamma cho n thì cái này sẽ bằng lim của chia n khi đưa vào n vào cắn á thì đó chia cho n bình phương, do đó đây là 4 cộng với 1 trên n trừ đi 2 trên 1 cộng với 3 trên n. Và khi n dẫn ra dương vô cực thì rõ ràng đây là cái này 0 thì là 2 4 căn 4 trừ 2. Cho đó là cái này bằng 0. Bạn nhé. Câu C tìm giới hạn này. Lim của căn của n bình phương cộng n trừ n. Đấy. Thì ở đây nó sẽ gặp cái dạng là vô định, vô cùng trừ vô cùng. Cho đó ta phải khử dạng vô định này bằng việc nhân liên hợp cả từ cả mẫu này. Lim của cái này bằng lim của gì? Căn của n bình phương cộng n trừ n nhân cho căn của n bình phương cộng n cộng n. Đấy. Giờ này là căn của n bình phương cộng n cộng n. Đấy. Thì đây có dạng hàm đẳng thức cho nó đây sẽ bằng lim của n bình bình phương mặt căn này trừ đi n bình. Đấy. Còn dưới này thì nguyên n bình phương cộng n cộng n. Đấy. Rồi cái này sẽ bằng lim của n trên căn bậc hai của n bình phương cộng n cộng n. Đến đây ta chia cả từ cả mẫu dạng vô cùng trên vô cùng các bạn nhé. Chia cho n mũ cao nhất, cho đó đây sẽ bằng lim của 1 trên cái này chia cho n bình, n đưa vào cắn là n chia n bình là 1 cộng với 1 trên n cộng với 1. Cái n dẫn ở vô cùng, cho đó cái cả này bằng 1 phần 2. Bạn nhé. Ở dạng đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ cái dạng thứ hai, đó là chứng minh dãy số có giới hạn không. Đấy. Chứng minh dãy số có giới hạn L là chứng minh dạng 2. Chứng minh cái dãy số UN có giới hạn L. Thì cái phương pháp ở đây là các bạn nhớ chứng minh dãy UN trừ L này có giới hạn không, dành được không. Đấy. Cái phương pháp như vậy. Thì để làm được điều này thì các em sử dụng cái tính chất là nếu cái dãy số UN này nhỏ bằng VN này
mà VN này dẫn về 0 này thì sẽ kéo theo cái UN này dẫn về 0. Cái đúng với mọi nơi các bạn nhé. Cái mệnh đề này đúng với mọi nơi. Ví dụ chứng minh lim của 3N cộng 2 trên 6N cộng 5 bằng 1/2. Đấy. Thì lúc này ta đặt cái này là chính là UN các bạn này. Đặt UN là bằng 3N cộng 2 trên 6N cộng 5. Đấy. Rồi ta sẽ có UN trừ đi 1/2. Thì các bạn thấy số sẽ bằng là trị tuyệt đối cái này. Đấy. Ta chặt trị tuyệt đối cái này. Thì đây sẽ bằng là trừ trị tuyệt đối của trừ 1 trên 6N cộng 5. Thì cái này sẽ nhỏ hơn 1 trên n. Đấy. Với mọi n thuộc n sao. Mà lim của 1 trên n này bằng 0. Vậy suy ra cái giải số lim của UN này là bằng 1/2. Các bạn nhé. Xong. Nên còn nhiều bài như thế này nè các bạn nhé. Còn để chứng minh một cái dãy số có giới hạn không thì các bạn cũng sử dụng phương pháp so sánh. Ví dụ tiếp theo này, các bạn chứng minh lim của y n cột 3 n trên n bình phương cộng 1 bằng 0. Đấy. Thế thì để chứng minh cái dãy số này có giới hạn không thì ta đặt cái này bằng UN. UN là bằng n cột của 3 n trên n bình phương cộng 1 các bạn nhé. Thì ở đây ta sẽ có trị tuyệt đối của UN sẽ nhỏ bằng n trên n bình phương cộng 1. Đấy. Và cái này sẽ bé hơn 1 trên n. Đấy. Mà cái dãy số này dẫn đến 0. Đấy. Vậy suy ra cái dãy số lim của UN này bằng 0 các bạn nhé. Phương pháp làm như vậy. Các bạn có thể kiểm tra cái vấn đề này bằng máy tính bỏ túi. Thì thầy đã giới thiệu cái bài toán về dãy số. Còn nhiều bài nữa phức tạp hơn nữa. Thì nếu có thời gian thì sẽ đề cập trên kênh học toán của thầy. Cuối cùng chào các em.